Hello, xin chào mọi người, lại là vợ chồng tôi đây. Lại là bé Duy quận 7 và Trương Hồng Phúc Tít. Nữ nghệ sĩ nhân dân, nữ nghệ sĩ ưu tú Trương Hồng Phúc Tít. Thì ngày hôm nay vợ chồng tôi sẽ quay một chiếc vlog mà cũng rất là rung. Đó chính là lần đầu tiên ra mắt người yêu đối với gia đình chồng. Thì hôm nay cho mọi người hiểu ha, hôm nay Duy sẽ dẫn Phúc ra mắt với gia đình của Duy. Thì mọi người ơi, gia đình của Duy đằng trước kìa, gia đình của Duy đang đi kìa. Đó, thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ chạy lên. Vợ chào gia đình đi. Mẹ con chào mẹ đi, chào mẹ đi. Nhanh lên. Chào gì, chào gì chồng kìa. Cô. À, chào cô chồng đi. Rồi chào đứa em này, lên chào hết đi. Đó. Không hết. Ơi thường ngày ha. Mọi người ơi, thường ngày gia đình của Duy không, tại vì bây giờ chưa quen thôi, vừa mới quay chưa quen thôi. Chứ thường ngày là không có vụ im lặng vậy đâu. Đó. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi. Chưa quen còn ngại lắm. Đó, tụi nắm tay nè. Sao cái gì vậy Phúc? Dắt ác mẹ vô hả? Mẹ vô kìa mẹ. Nắm tay đồ đàng hoàng cho con này. Dạ, vợ gia đình hôm nay gia đình em tổ chức đám cưới ở đây bạn ơi. Dạ. Đó mọi người ơi, mình đi ăn mà phải rửa tay vào cái mùa này nha. Và gia đình chúng tôi đã vào được quán ăn. Thì vào được quán an toàn là sao trời? An toàn. An toàn. Thì đây, hôm nay thì vợ chồng chúng tôi nè, mặc bộ đồ cặp này nhìn nè. Đám cưới mà đúng không? Đám cưới. Đó, bây giờ Phúc nói với mọi người đi, lý do vì sao có cái vlog hôm nay. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một cái vlog khác nha mọi người, nhưng mà tụi mình đã chuyển hướng qua thành một cái vlog là bẻ lái thành một cái vlog này. Thì lý do là gì nè? Đáng lẽ hôm nay, bộ lý do là tại vì tối qua hai vợ chồng nằm tâm sự chuyện tình cảm tới 7 giờ sáng. Hai vợ chồng mọi người ơi. Mọi người thấy là hai vợ chồng nằm tâm sự chuyện tình cảm mà đứa này thất tình, đứa kia thất tình, mọi người nằm tâm sự đến 7 giờ sáng. Ủa đâu có rất tình, đâu quên, đang yêu nhau mà. Đó, thì đáng lẽ sáng nay á là tụi mình sẽ quay một chiếc vlog đại là Instagram quyết định một ngày bọn mình sẽ ăn gì. Nhưng mà là tại vì do ngủ dậy lúc 2 giờ trưa mọi người. Và mọi người thử tưởng tượng đi, 7 giờ sáng mới ngủ, 2 giờ trưa mới dậy. Thì quay một ngày cái gì nữa, chẳng lẽ quay hai cử. Thì vô tình hôm nay thì mẹ Duy muốn rủ tụi mình đi ăn. Tại vì hôm nay mẹ Duy cũng rất là thèm đồ nướng. Thế lại mọi người nói với mọi người hôm nay nha, tại vì gia đình của Duy đi ăn cũng ăn không như người ta, mọi người ăn là cũng ăn rất là nhiều, cho nên chỉ có ăn buffet thôi, đặc biệt là Duy chỉ có ăn buffet mới là lời thôi. Thì bẻ lái qua hôm nay sẵn tiện giới thiệu luôn người yêu với lại gia đình. Thì nãy giờ mọi người ơi, hôm nay lần đầu về nhà chồng, lần đầu về ra mắt gia đình mà cô chồng ha mọi người, cô chồng phải đi lấy đồ ăn, mẹ chồng thì ngồi nướng cho ăn từng miếng thịt vậy đó. Đó nè, thấy không, cô chồng ha phải đi nướng lấy đồ ăn, có ai đứa con dâu là mình như nó không đó, thấy chưa. Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng nha. Thấy bà cô bên chồng cài cái bồm là biết rất hung dữ rồi đó. Bà cô của mày á. Thấy chưa. Đó. Thì bây giờ thì gia đình mình sẽ ăn mà. Thôi mày chờ bà nội. Nướng rồi đi trời. Sợ tao nướng khét. Sợ nướng khét gì. Mấy chồng không gã nữa hay sao. Được không con, hết bữa nay được làm dâu nữa nha. Nướng đi. Ngồi nướng coi. Trời ơi, nó tưởng mình giỡn mà ngồi. Sau khi mày nướng thì đó Phúc ơi. Trời ơi, làm dâu gì mà kỳ cục vậy trời. Chết là sổ. Đó. Ngon quá nha, mọi người thấy đi. Hôm nay nè, ăn đồ nướng mà ngoài trời nhìn đi. À không, hết mưa rồi, hồi nãy nó mưa nha mọi người. À, tôi giới thiệu là đó mọi người nhìn nè, đó thấy chưa. Rất là đẹp nha, view rất là đẹp nha. Không, nó hơi bụi nha, cái cửa nó hơi bụi một chút nha. Tôi thấy người ta về nhà chồng ngày đầu tiên nó áp lực. Cái một phút sao mày ngồi mày bình tĩnh vậy Phúc. Phải đang giả vờ, không áp lực. Ủa sao mày kêu vợ mày bằng mày. Ơ lộn, Phúc. Đó. Thấy chưa, thấy em chồng ngồi cái mặt rất là cọc nha. Em chồng gắn lưới mà ngồi cái mặt cọc vậy đó, thấy chưa, mày thấy sợ ghê chưa. Bà cô bên chồng nè. Bà cô bên chồng này đó, đó. Áp lực không? Rung. Áp lực không? Sao mày nãy giờ ngồi kia bên nghe cái bụng kêu rột rột không vậy? Rung quá, ăn miếng cho đỡ rung nè. Phúc, làm gì mà giờ để cô chồng ngồi nướng cho mày ăn không vậy Phúc? Trời ơi. Thôi ăn với bình tĩnh lại. Thấy chưa, mọi người thấy chưa. Cô chồng thì giờ ngồi nướng cho nó ăn ha, rồi đó. Mẹ chồng thì giờ ngồi lấy đồ ăn. Mày sao vậy Phúc? Mày sao vậy Phúc? Mày còn muốn trong gia đình này nữa không Phúc? Em chồng đâu? Mọi người ơi, giới thiệu với mọi người nha mọi người. Đây có thể là chồng của Huy sau này nha mọi người ơi. Mọi người thấy thằng em của mình hợp với con Huy không mọi người? Quá hợp lý. Hai đứa, con thằng này tin em mình nha mọi người. Mới vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, chuẩn bị vô đại học. Thằng này mà lấy con Nguyên về ghẻ vòng đánh lộn, không biết đứa nào thắng đứa nào thua. Tin bao nhiêu ký? Yên tâm chị Nguyên 75 hợp.
Tao là tao chọn Nguyên làm dâu rồi đó. Con Nguyên 75 thằng Tin 85 hợp. Đó mọi người. Tao là tao chọn Nguyên. Mọi người thấy nha, nét bu thê của thằng em mình với lại con Nguyên rất là giống nhau nha mọi người. À. Bán chồng là má nó chịu rồi đó. Đây nè, đây mọi người ơi, đây là mẹ chồng của Phúc nha. Hello cái đi mẹ. Mẹ chồng của Phúc nha, còn đây là mẹ chồng của Nguyên nha. Đó. Kết Nguyên lắm rồi đó. Kết Nguyên lắm rồi đó. Khi nó cái nít ăn nít ngủ của Nguyên nó ok lắm rồi đó. Rất là thích Nguyên rồi đó. Mọi người. Hôm qua là Duy có đem một cái bài báo là cái bài báo lần đầu tiên mà Duy được lên báo mọi người là Duy có share lên Facebook của Duy. Thì là lúc mà là Duy vừa share báo xong cái Duy kêu mẹ Duy là mẹ ơi Duy bấm vô coi đi mẹ Duy. Thôi không coi báo gì coi gì coi không coi. Tối hôm qua về mọi người 1-2 giờ đêm thấy mẹ Duy share trên Facebook. Thấy mẹ Duy Facebook đại lại là mẹ Duy tắt quá giờ bên ngoài vô ghi là vô coi nhóc pin nè mọi người. Mà rất ngộ mọi người. Cái bài mà là Duy được lên báo Duy share trên Facebook của Duy mọi người không có ai comment hết trơn á. Qua Facebook mẹ Duy gần 30 người comment. Vậy mà lúc mà Duy kêu đọc có mọi người không chịu đọc đâu. Thôi mà cái lúc mà Facebook cũng kỳ quá trời người comment. Facebook ai? Thì share gì? Share cái bài viết. Rồi giờ có nữa kỳ. Nó share không? Nó share không kỳ? Rồi comment sao? Rồi mấy bạn nói sao? Mấy bạn comment sao? Nó đang đàng hoàng nhìn tụi mấy nè. Mấy bạn nói sao? Nhìn quen. Mấy bạn không gì mấy bạn đang xem đất này đó. Nói chuyện đàng hoàng coi nè. Đó mọi người thấy chưa, mình anh không mộ nhiều lắm. Anh đang mộ ở đâu, toàn là lớp 6, lớp 7 đâu không đó. Anh đang mộ đâu, toàn lớp 6, lớp 7 không. Nhớ em học lớp 6, lớp 7 nha mọi người. Vô anh không mộ mình không giọng. Thật sự là đồ nướng của King rất là ngon nha. Giờ mình cảm thấy nếu mà được có thì quản lý của King hay là một phần marketing của King á. Nếu được có thì cứ bút tụi em là gương mặt đại diện cũng được nha. Ở đâu ra tuần ăn 2-3 lần. Mới lóc trước là mới lên rồi. Là mới cấp blog trước mà là Duy với Phúc với Đoàn đi ăn đó là cũng đang ăn ở đây luôn mọi người vào buổi tối đó. Thì blog này cũng vậy. Đây em bị gọi, Alo, đang đâu vậy? Khách mời bật video lên cái đi. Bật video lên cái. Em bị chồng con tốt nghiệp. Em ơi. Mày hôm nay không đi quá uổng em ơi, chuyển hướng không quay kia nữa mà em ơi đi dẫn Phúc ra mắt gia đình chồng nè em ơi. Tao là chủ cuộc luôn này nha. Đó. Mày chuyện với vợ mày coi, vợ mày đợi ở bển kìa. Nói chuyện với vợ coi. Nói chuyện với vợ coi, ơi đẹp trai mà quyến. Đi. Nói chuyện, chào vợ một cái. Trời ngại đó kìa mọi người ơi. Chào vợ một cái coi. Vợ đang bên quận 2 đang quay clip, đang đi làm việc đó. Mày nghe mày ăn mày sướng gì vậy hả? Quyên ơi Quyên sao mày chịu. Mày chịu cái mối lương duyên này không Quyên? Lương duyên, má chồng mày chịu rồi đó con. Má chồng mày chịu rồi kìa, mày chịu cái mối lương duyên này không Quyên? Qua đây, taxi qua đây. Rồi, 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 xong qua tới dạ. Wow. Nó nghe nè, mà nó lại coi hôm qua đứa nào gọi rủ tới mày lúc 3-4 giờ sáng. Đứa nào gọi? Nói ba mọi người đi. Nói ba cái đi. Mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Uyên Emmy nha. Mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Uyên Emmy nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn cho mọi người ăn nha. Cái này hôm bữa mình đã chỉ mọi người cuốn rồi. Đó bà cô đó mới dự đó. Đó mọi người. Trời ngon quá mọi người ơi. Ngon quá luôn. Một miếng thịt nữa không? Nhìn đây. Tôi nói mọi người rồi, mỗi lần mà tôi mình thấy đồ ăn tôi mắt sáng rỡ mọi người, tôi ham ăn lắm. Ngon không? Ghê lắm. Nó bị ghê lắm, hiểu không? Nó bị gì vậy, nó bị kỳ lắm. Ngon. Rất là hấp dẫn nha. Rất là ngon nha. Hơi mệt Phúc. Nghỉ dưới hiệp Phúc. Hỏi mẹ coi mẹ ăn gì nữa không kìa, cấp cho mẹ ăn đi. Mẹ ăn gì kìa, giới thiệu với mọi người đi nè mọi người thấy không. Mẹ dê vô ăn buffet, ăn thịt nướng này nọ, không gian thịt nướng đó mọi người. Ăn cà chua bi rồi nè. Nguyên nhiệm nước sốt rồi nè. Làm sao hôm nay gặp mẹ làm sao? Không ăn được. Mẹ không được, mẹ thấy mẹ nhai nãy giờ, mẹ nhấp nhép nãy giờ Phúc ơi. Mẹ thấy Phúc được không mẹ? Thôi sorry mọi người nha, mẹ Duy không có nói chuyện được mọi người ơi. Mọi người để lại mail đi mẹ ghi gửi. Mẹ có xem YouTube con không? Mẹ
có thường xem YouTube con không? Không. Thì kể mọi người nghe, có một cái đợt đó là Duy lên một cái vlog với Vũng Tàu đúng không? Lên là cái vlog Vũng Tàu của Vĩnh Phúc đó mọi người, cái vụ mình tuần trăng mật. Thì cái buổi trưa đó thì là Duy hỏi mẹ là mẹ xem cái vlog đó chưa, tại vì mình cũng lên được 2 ngày rồi. Thì cái mẹ Duy nói không xem, tại vì em bá khùng khùng điên điên sầm sầm, không có vui, không xem gì hết trơn á. Đó, xong. Cái tối Duy Phúc đi chơi về mọi người, mình vừa bật TV lên luôn, nguyên cái vlog nó hiện lên mà đến đến cái đoạn cuối cùng luôn mẹ, mọi người hiểu không? Có là TV của Duy xem khi mà là xem lén. Có nghĩa là ủng hộ nhưng mà kiểu như là sao ta? Có nghĩa là không phải, biết không? Không dám nói ra, nó ra sự quê hiểu không? Hỏi tới mọi người, Duy kể mọi người nghe. Duy xin tiền đi chơi, mình tuy là mình cũng lớn thiệt rồi nhưng mà mình vẫn xin tiền đi chơi. Xin không cho đâu mọi người. Hồi tối hôm qua vừa xem bài báo xong sáng gọi, mẹ có để tiền trong tủ đó nha. Không chừng cái việc mà là Duy được lên báo, Duy được lên YouTube mọi người là Duy vui một thôi mọi người ơi, mẹ Duy vui 10 đó, nhưng mà mỗi lần gọi tới là chửi nha. Không ấy, cái mặt của mẹ Duy nè. Vậy mà nói cũng đúng được hay thiệt. Đó. Wow, con dâu này dỗ quá, đang dâu đi biết nấu ăn tao. Chính rồi đó Phúc ơi. Con đừng có nghe lời. Nó khét luôn đi Phúc ơi. Chính rồi. Con biết nghe lời ai luôn á. Chính con nói chính rồi. Nó quéo lắm rồi mẹ ơi, nó quéo quá. mẹ mình rất là kỹ, mẹ bị ăn là phải nướng như chín nha, tại vì ví dụ mình nướng không chín mà người ăn mất công nó cũng ngon lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Đối mọi người, Duy ước điều gì trong sinh nhật của Duy vào tháng 9 năm nay nè? Đó chính là Duy ước, hy vọng có thể ổn định lại một chút để năm nay đừng nói sinh nhật một mình nha. Tại vì rất có thể năm nay tháng 9 năm nay có thể Duy sẽ nói sinh nhật một mình nha mọi người. Thì lý do là gì thì Duy không tiện nói ra nhưng mà mọi người tự hiểu đúng không? Chứ mấy chị này nói ra dễ sập kênh đó. Hồi nãy Duy với Phúc đã có quay một cái clip lên TikTok là cái clip là dạy tình yêu đó mọi người. Thì mọi người hãy nhớ lên TikTok quan điểm, đúng rồi, quan điểm tình yêu. Thì mình đã nhắc trong cái clip đó mọi người là cái quan điểm của tụi mình đó là khi trong tình yêu chúng ta nên xuất phát bằng trái tim, chúng ta không nên tức là chúng ta phải nên cảm nhận bằng con tim, kiểu như là chúng ta cũng không nên quan trọng vật chất, không quan trọng vẻ bề ngoài đó mọi người. Nhưng mà thí dụ mà thằng nào nghèo, thằng nào xấu thì không yêu. Đó là quan điểm tình yêu mà Duy nhỏ, nó đó là cái quan điểm tình yêu, đó là cái quan điểm mình tình yêu mà Duy mới vừa dạy mọi người trên TikTok đó mọi người. Thì mọi người hãy nhớ lên bé Duy TikTok để mà xem nha. Sau khi kết thúc cái chương trình ăn thịt, ăn mực, ăn tất cả mọi thứ thì một chén chè và kết thúc chương trình đến đây cũng đã là 7 giờ tối rồi. 7 giờ rồi mọi người, 3 giờ rất là tối rồi. Thì sao mình nghĩ sao mình thấy mình đi ăn buffet mình ngồi lâu mình kỳ quá ta, riết kỳ quá, riết cũng ngại nữa. Lần sau đi ăn cũng vậy à mọi người. Đó. Vậy rất là ngon nha. Đây là một chén chè xuất sắc luôn. Đây và mọi người ơi, những cái món tráng miệng, những cái món tráng miệng mà sau mỗi ăn đám cưới nha mọi người. Đây, tráng miệng là set kem. Đó thì bây giờ thì khi mà sau khi đám cưới gần kết thúc rồi thì tụi mình mới phát hiện ra nãy giờ tụi mình chưa đi chào bàn. Thì ok, bây giờ Duy và Phúc sẽ đi chào bàn từng bàn nha mọi người. Quán bắt đầu là khách hơi đông rồi nè, khách giờ này hơi đông rồi nè. Thì bây giờ là Duy Phúc sẽ đi chào bàn. Thì trước khi chào bàn thì mình sẽ giới thiệu món kem cho mọi người. Mọi người nhìn thấy kem của mình giống cái gì không? Phúc chào đàn con đón cho người. Ghê quá, điều ơi mày á, của mày. Mọi người ơi, gia đình của mình đang xong. Ủa 7, đám cưới của mình đã xong. Thì bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đứng để mà chụp hình tiễn khách. Lấy tiền. Xong rồi sau đó thì tụi ơi, vợ chồng tụi mình sẽ đi vòng vòng chơi nữa. Chứ bây giờ còn khùng quá mẹ ơi, má ơi. Đếm tiền cái gì? Cái thùng nó lấy chưa, lấy thùng nó chưa? Mọi người thấy chưa? Một con người vật chất, đám cưới không suy nghĩ gì chơi, suy nghĩ cảnh đếm tiền không thôi. Đó thì bây giờ thì ăn xong rồi, chắc là sẽ đi vòng chơi. Ok, và đi đến đâu thì cũng sẽ quay lại cho mọi người xem sau nha. Tại vì đám cưới cũng sẽ chưa kết thúc đâu mọi người. Sau khi đi vòng vòng ở trong thì bây giờ gia đình tôi, đám cưới của tôi sẽ qua Starbucks đãi khách hả? Di chuyển qua địa điểm tiếp theo là cà phê Starbucks để mà đãi khách. Thì mọi người thật sự phải nói mọi người đó là cái recent morning này nè, nó như nhà của Duy vậy đó. Một ngày, ngày nào Duy cũng vô đây. Hôm qua nếu mà mọi người coi Instagram của Duy, mọi người coi story thì mọi người sẽ biết được đó là ngày nào Duy cũng sẽ vô recent morning đi chơi, ăn uống rồi đó mọi người. Nên thí dụ mà sau này mà dù mà Duy có bị lạc về đâu á, mọi người vô đây kiếm Duy là được rồi. Muốn kiếm Duy là cứ ra Resident Mall. Resident Mall tại vì đây là nhà của mình. Thế lại mình với Phúc là đại sứ quận 7, nếu mọi người là kiểu như là muốn mang cái hình ảnh quận 7 của mình đem khắp bạn bè Nam Châu á. Nên kiểu như là đúng rồi, quận 7 của mình kiểu mình muốn mang thứ nhất á là con đường Nguyễn Văn Linh hay con đường mà kiểu Phú Mỹ Hưng á mọi người, rất là đẹp. Rồi thứ hai nữa mọi người là cái đường Huỳnh Tấn Phát với đường Trịnh Tấn Soạn, nước ngập ổ gà không. Nhưng mà
theo mùa mưa này nữa mọi người. Đó thì mình muốn mang quần 7 của mình đem đi với toàn thế giới, cho nên là mình kiểu mình chỉ đi qua quần 7 mình là nhiều nhất nha mọi người. Gia đình mình vừa mới đến quán cà phê thì rất là vắng, đúng không? Vắng lắm luôn á mọi người, không hiểu gì sao nha mọi người, rất là vắng. Nhìn là mưa, gặp mưa với lại gặp một số sự việc không đáng có, với thêm một số sự việc không đáng có, một vấn đề nhạy cảm, cho nên rất là vắng. Thì mình đã order thêm một ly caramel frappuccino pha ngọt nhiều kem. Còn bạn uống gì vậy bạn? Ủa giỡn, lộn lộn giỡn, uống gì giỡn? Mình đi làm black tea latte on morning. Trời ơi chồng nó quá vậy, chim một ngày hoài luôn. Mọi người ơi, mọi người có thắc mắc á là tại sao mà lúc mà đi ăn á mọi người ơi, tụi mình rất là sung nha. Kiểu khi mà đi ăn á Duy Phúc rất là sung, tại vì trước khi mình được ăn ngon mình cảm thấy nôn nao lắm. Mà khi mà mỗi lần ăn xong mình cái mặt của tụi mình nó bị xuống tinh thần. Cái mặt của tụi mình giờ ngồi y chang hai con trái dầu vậy mà. Kiểu mặt của tụi mình giờ mặt nó cứ sưng sưng mà nó cứ mập mập mà nó cứ đói đói cái lộn. Mà nó cứ nên no mà nói chuyện không thành không rõ thành chữ thành câu á mọi người biết không? Cái mặt tụi mình bị mập mà biết sao không, ăn nhiều á. Trời ơi, nghĩ coi một tuần ngày nào cũng đi ăn hết trơn á. Nếu mà mọi người mà có follow về cái Instagram của Duy á thì mọi người sẽ phát hiện ra là ngày nào Duy cũng đi ăn hết. May là ăn đồ ngon không đó, mà còn vậy đó cái mặt mập mọi người coi nè. Đó mọi người ơi, này fan hâm mộ của mình nha mọi người. Đây là đang bắt quả tay là fan hâm mộ của mình nha mọi người. Fan hâm mộ của mình đang ngồi coi TikTok của mình nha mọi người ơi. Rồi, rồi sao? Kìa đưa mẹ cầm liền rồi. Rồi, ủa fan hâm mộ, bắt gặp fan hâm mộ. Chối, chối liền. Chối liền, sao chối vậy mẹ? Đang ngồi coi vui mẹ. Chối quá đi thôi, này quả hàm. Bắt quả tay. Bắt quả tay hồi nãy quay thì chửi. Hồi nãy quay là chửi, mà giờ thấy người ta lén lén bật clip người ta coi. Còn gì nói nữa? Còn gì nói nữa, kỳ quá. Không gì coi hết mà nước nước coi rồi hỏi nhiều la nhiều tim thằng nào nữa kỳ cục. Còn gì nói nữa đó mọi người. Hồi nãy á, khi mà là mình với Phúc quay cái clip đó đó mọi người, thì là mẹ mình ngồi cái bên này mình chê, mẹ mình nói là kiểu không vui này nó ồn ào mọi người, kiểu chở búa này nọ đó. Rồi sau mày cái giờ canh tụi mình đang ngồi lo ra nha, canh tụi mình đang ngồi chỉnh hình post Instagram mọi người, mẹ mình lén lén coi, quên tắt tiếng hỏi coi nhiêu view nhiêu tim mình nên. Chắc có lẽ là Duy và Phúc sẽ kết thúc cái vlog này ở đây, kết thúc cái đám cưới này ở đây, tại vì bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi. Bây giờ tụi mình sẽ về nhà. Thì đám cưới xong thì ai về nhà nấy à. Ok, thì nếu mà mọi người thấy những tụi mình nói tiếng giải trí hoặc là vui hoặc là sàm sàm thì mọi người hãy nhớ subscribe Duy nha, và cũng giống như là ủng hộ Duy để mà mình có thể đem những thông điệp của mình truyền đến cho mọi người nhiều hơn, những cái sự mà khùng khùng điên điên của mình đó mọi người. Ok, và hãy luôn nhớ follow luôn trang TikTok, YouTube và Instagram của Phúc. Ý, TikTok, Facebook và Instagram của Phúc, cũng tức là TikTok, Facebook và Instagram của mình, thì tất cả mình sẽ để ở phần link mô tả, và mọi người hãy nhớ ủng hộ bọn mình thật nhiều nha. Và ok, gia đình mình ơi chào khách cái gia đình mình ơi. Được, tỏ thế đi. Hai ba. Gia đình mình ơi chào khách cái nha. Bye bye. Xong rồi bây giờ đừng đi đếm tiền thì sao ta? Đếm tiền đi xong rồi ngày mai mình đi du lịch. Đủ trả cái chậu này. Chậu hôm nay cũng hơi nặng nha. Dạ vừa ăn đồ nướng mà vừa tao bớt cũng hơi nặng nha. Rồi mẹ hôm nay mẹ thấy Phúc tiếp làm sao mẹ? Không mọi người ơi, mình vừa lia máy qua là mẹ mình mỉm cười liền này. Mẹ mình rất là ngại mấy quay gì mọi người, đeo bộ bấm thôi, thấy thật ra không có gì chưa, cái bộ nước gì đó. Ok, bye bye một cái, bye bye một cái rồi tắt nè mẹ, hỏi ba là để hoài luôn đó. Ok, bye bye mọi người nha. Và cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của mình, và mọi người yên tâm nha, đám cưới của mình sẽ còn rất nhiều cái đám cưới nữa. Chứ có thể là vậy. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.